Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người đi xử lý một cái thuê bao. Thuê bao ở đây là thuê bao về truyền hình số, là cái đầu thu của Viettel nó đang bị lỗi. Khách hàng họ báo là cái đầu này nó cứ xem một tiếng, cứ một tiếng là dẹp tắt. Ở trên màn hình TV nó thông báo là mất tín hiệu, và giống kiểu cái đầu nó không kết nối đến cái TV ấy. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thử xem cái khách hàng báo là nó bị như nào. Trước khi đi thì mọi người nên chuẩn bị là với cái lỗi của truyền hình này, thì mọi người nên chuẩn bị là một cái nguồn của cái setup box. Hai là một cái thiết bị gọi là thiết bị ứng cứu thông tin của truyền hình, để trong cái trường hợp mà nó bị hỏng nguồn chúng ta sẽ thay nguồn, trong trường hợp mà nó bị hỏng đầu thu chúng ta sẽ thay cái đầu thu. Giá trên cùng bây giờ đó, chúng ta cùng đi nhá. Đến nhà khách khoảng 20 cây. Thì cái đầu tiên thì mọi người phải để kiểm tra cái đầu này trước. Chúng ta sẽ bật cái đầu lên, đầu truyền hình lên, để phân tích xem lỗi nó sẽ là vấn đề gì. Ở đây thì nó vẫn đang lên bình thường. Tuy nhiên khách hàng báo là cứ có độ tầm 5-10 phút hoặc là 10-20 phút gì đấy thì là cái đầu thu là tự tắt. Đó. Em đặt cái máy quay ở đây đã nhá. Thì anh em đến kiểm tra thì kiểm tra tầm 50 phút xem tình hình nó bị như nào, để kịp thời sửa chữa cho khách hàng. Ở đây trên tay em đang cầm một con ứng cứu thông tin. Nếu mà cái đầu cũ của khách mà không dùng được thì thực hiện đổi 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 cái đầu thu khác cho khách hàng thôi. Tất cả những cái hàng mà Viettel đổi bảo hành như này thì mọi người, khách hàng thì không phải mất phí mọi người. Tức là trong tất cả các khi mà khách hàng mà
đang sử dụng dịch vụ Viettel thì đổi thiết bị là miễn phí. Tuy nhiên thì đây là những cái con ứng cứu này hầu như là cũng chất lượng khá là ok, cho nên là mọi người có thể tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Nếu mà mọi người cái nào đầu thu không ưng thì khi nào anh em có hàng thì anh em đổi cho cái khác thôi, không vấn đề gì đâu. Đây đây, đụng đụng vào một cái là nó mất này. Thì nó mất như này thì nó có khả năng là dây HDMI hoặc là cái đầu. Tuy nhiên theo phân tích thì em nghĩ là nó sẽ là do cái đầu. Cái đầu kiểu như nó mất nguồn đấy. Đó, hoặc là nguồn yếu chẳng hạn. Nguồn yếu thì nó cũng bị. Đấy, nó có hai cái giả thuyết như vậy. Nguồn yếu thì nó không không thể lên được. Hoặc nó chập chờn. Hoặc là cái đầu nó bị hỏng. Đấy. Theo kinh nghiệm thì nó như vậy. Thử nốt lần này đấy. Kiểm tra từng bước. Nói chung là khi mà đi xử lý một cái dịch vụ truyền hình này thì anh em cứ mang đủ đồ đi. Thứ nhất là cái nguồn. Thứ hai nữa là mang cái đồ truyền hình đi. Có hai cái đấy thì anh em xử lý nó rất là nhanh. Còn nếu khách hàng muốn điều khiển phụ kiện đúng không? Thì khách hàng có thể ra ngoài cửa hàng của Viettel để mua thôi. Mua cái thiết bị điều khiển ở ngoài. Đây, cái đầu này thì tình trạng là nó cứ 5-10 phút rồi lại mất. Cái giá cước về đầu truyền hình này nó chỉ có 50.000 thôi mọi người nhá. Nó xem được 170 mấy kênh miễn phí. Nó có thể xem được ứng dụng YouTube miễn phí. Và rất nhiều những cái ứng dụng khác ở trên cái đầu thu này. Như kiểu ca nhạc, kênh thiếu nhi, thể thao. Đó, rất nhiều. Ở trong tiện ích ứng dụng rất là nhiều. Có trò chơi. Đó, đủ cả. Gõ gõ vào đây nha. Đấy, chính xác là cái đầu này bị này. Cái đầu này bị lỗi này. Đổi luôn cho cái khác cho nó nhanh. Đấy. Thì bây giờ em đưa, thực hiện đổi 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 lại cái thiết bị thôi.
thuê bao.